Sáng nay 15 tháng 10, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 17 bước sang ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu làm việc tại hội trường. Trong buổi sáng hôm nay, Đại hội đã tiến hành ra mắt Ban chấp hành khóa 17, bầu cử đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và tiếp tục thảo luận, góp ý và dự thảo báo cáo chính trị đại hội. Dự đại hội có đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng Ban dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và lãnh đạo các ban đảng trung ương. Trong chương trình làm việc chiều qua 14 tháng 10, Đại hội đã lựa chọn bầu 48 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17 đã bầu các chức danh Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, hội nghị đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa 16, được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong chương trình làm việc sáng nay, các đại biểu đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, gồm 19 đồng chí, trong đó có một đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tiếp tục thảo luận góp ý và dự thảo báo cáo chính trị đại hội, các đại biểu đều nhất trí khẳng định, trong 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, cơ bản đạt mục tiêu, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những nội dung, tăng cường xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Về nội dung, thu hút đầu tư, huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, tập trung cho các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm. Đại biểu Lê Thị Kim Dung nêu rõ. Trước hết, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng các quy hoạch ngành, lĩnh vực tích hợp vào quy hoạch của tỉnh trong giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050. Trong đó, xác định công tác lập quy hoạch sử dụng đất là yếu tố nền tảng quan trọng nhất. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã phải đảm bảo đúng kỳ, đúng quy định của luật đất đai. Làm cơ sở để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đảm bảo quyền được tiếp cận đất công bằng, sử dụng đất lâu dài, ổn định. Đồng thời phải được quản lý theo quy hoạch, có tính chiến lược, bền vững, sử dụng theo kế hoạch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, đảm bảo quỹ đất hợp lý cho xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển đô thị, sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, các công trình công cộng gắn với giữ gìn cảnh quan môi trường. Đặc biệt, đưa nhiệm vụ tạo quỹ đất sạch để sẵn sàng giao đất, cho thuê đất, tích tụ ruộng đất theo quy định của pháp luật để các nhà đầu tư thực hiện dự án là một trong những điểm mấu chốt hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư. Với lợi thế là một trong những suối nước nóng tốt nhất miền Bắc, suối khoáng Mỹ Lâm với trữ lượng dồi dào, nhiều cảnh đẹp, văn hóa và ẩm thực phong phú, hiện nay đang đón nhận sự đầu tư của các tập đoàn lớn như tập đoàn Vingroup. Để khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm trở thành trung tâm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chất lượng cao của tỉnh và khu vực, chúng ta cần đưa công tác quy hoạch đi trước với một tầm nhìn chiến lược dài hạn, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Quy hoạch cần có mật độ xây dựng cân bằng, hài hòa giữa các công trình xây dựng và cảnh quan tự nhiên, ưu tiên các loại hình như nghỉ dưỡng cao cấp, khu đô thị sinh thái, khu điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe nhân dân để thu hút du khách trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó,
Chính phủ đã quyết định đầu tư đường cao tốc, nối đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai với thành phố Tuyên Quang, mở ra cơ hội mới cho tỉnh phát triển các khu, cụm công nghiệp. Chúng ta cần phải kịp thời rà soát, điều chỉnh, lập và phê duyệt quy hoạch các khu, cụm công nghiệp mới của vùng đất phía Nam và phía Tây Nam của tỉnh, khu vực giáp với tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, để thu hút đầu tư với phương thức phù hợp, hướng tới các nhà đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, là vùng đất cách mạng giàu truyền thống, Tuyên Quang có hơn 500 di tích gắn với các địa danh có ý nghĩa giá trị lịch sử đặc biệt như Lán Nà Nưa, Đỉnh Tân Trào, Đỉnh Hùng Thái, Cây Đa Tân Trào, khu di tích Kim Bình. Hơn nữa, thiên nhiên đã ban tặng cho tỉnh ta nhiều danh lam thắng cảnh và nguồn tài nguyên phong phú, tiêu biểu như suối khoáng nóng Mỹ Lâm với nguồn nước ngầm sâu 150m trong lòng đất, nhiệt độ lên đến 67 độ C và hồ Na Hang có hơn 8.000 ha diện tích mặt nước bên những cánh rừng nguyên sinh với hệ sinh thái động thực vật phong phú. Chúng ta cần khẩn trương lập đề án phát triển du lịch của tỉnh, trong đó lấy du lịch lịch sử cách mạng làm trung tâm, dựa trên lợi thế so sánh riêng có của Tuyên Quang là thủ đô kháng chiến, thủ đô khu giải phóng. Lấy du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa là vệ tinh. Chú trọng tạo điều kiện để phát triển các dịch vụ phụ trợ như khách sạn, nhà hàng, khu giải trí, siêu thị, trung tâm sản xuất buôn bán nông lâm sản, hàng hóa đặc trưng. Hợp tác liên kết với các tỉnh, thành phố trọng điểm về phát triển du lịch để đưa tỉnh ta tham gia vào thị trường du lịch trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với hơn 400.000 ha diện tích đất lâm nghiệp, tỷ lệ che phủ của rừng 65%, tỉnh ta có tiềm năng lợi thế về phát triển kinh tế lâm nghiệp. Chúng ta cần tiếp tục rà soát quy hoạch phân ba loại rừng, rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng trồng để cung cấp nguyên liệu đủ cho các dự án đầu tư chế biến gỗ rừng trồng, dự án phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, thử nghiệm phát triển cây gỗ lớn và khuyến khích phát triển lâm sản ngoài gỗ nhằm tăng thêm thu nhập cho nhân dân. Thứ hai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trước hết, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục để thế hệ trẻ Tuyên Quang tự hào về truyền thống quê hương cách mạng, nuôi dưỡng ý chí và khát vọng vượt khó vươn lên, làm giàu chính đáng cho gia đình, xã hội và bản thân ngay chính trên quê hương mình. Xây dựng con người Tuyên Quang phát triển toàn diện, có sức khỏe, năng lực, trình độ, có ý thức và trách nhiệm với cộng đồng. Cần ban hành cơ chế chính sách thúc đẩy trong toàn tỉnh tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, hướng tới các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, kinh tế hộ. Cùng với đẩy mạnh khởi nghiệp kinh doanh, trong ngắn hạn cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng nghề theo hình thức cần gì học nấy, dạy nghề xã hội cần chứ không phải dạy nghề mà ta có. Trong dài hạn, tiếp tục rà soát quy hoạch đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực ở những ngành lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện có để đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới. Để thực hiện được nhiệm vụ trên, cùng với việc đi đào tạo ở các trường ngoài tỉnh, cần phải quan tâm xây dựng trường Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo nhân lực và nghiên cứu chuyển giao công nghệ của tỉnh, củng cố xây dựng trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Tuyên Quang thành trường trọng điểm trong đào tạo công nhân kỹ thuật, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và tạo nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và thị trường lao động. Thứ ba, chủ động tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Tập trung thực hiện cơ cấu lại nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng chỉ trọng chi đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo tính hiệu quả và bền vững. Bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trong đó tập trung nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá, thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025. Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư vào sản xuất kinh doanh, xác định nguồn vốn kinh tế tư nhân là nguồn vốn quan trọng để thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển trong giai đoạn 2020-2025. Vì vậy, cần chú trọng tạo điều kiện và môi trường đầu tư tốt để thu hút các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn vào đầu tư các dự án các khu đô thị, khu du lịch, khu cụm công nghiệp và các dự án phát triển kinh tế trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể gắn với phát huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích của thành viên. Chuẩn bị tốt các chương trình đề án để phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành trung ương, vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức để đầu tư các chương trình dự án, tập trung vào mục tiêu đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ tích cực tham gia hơn nữa vào việc hỗ trợ các dự án, các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa.
vùng đặc biệt khó khăn. Các ý kiến tham luận cũng đề xuất tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang, phấn đấu trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp của cả nước. Về các nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, đại biểu Ma Phúc Hà nêu ý kiến. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đại hội, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới, với những kinh nghiệm rút ra từ thực tế thực hiện chỉ thị trên địa bàn huyện Chiêm Hóa trong 4 năm qua, tôi xin đề xuất một số giải pháp như sau. Một là các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các địa phương, cơ quan đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ gắn với chuyên đề hàng năm để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, quy định số 55 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương, quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định số 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Trong đó, đặc biệt quan tâm coi trọng việc nâng cao tính hiệu quả, thiết thực ngay từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, việc tổ chức nghiên cứu học tập, tuyên truyền chuyên đề cho cán bộ đảng viên và nhân dân, việc lựa chọn nội dung đột phá, đăng ký cam kết thực hiện nội dung việc làm theo đối với tập thể cá nhân, các cấp ủy phải thẩm định nội dung đăng ký làm theo của tập thể cá nhân hàng năm theo phân cấp quản lý trước khi triển khai thực hiện. Hai là cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị xã hội, người đứng đầu địa phương của cơ quan đơn vị chú trọng việc lựa chọn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế của ngành, đơn vị, cơ quan mình đề ra sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình hàng năm gắn với chức trách nhiệm vụ được giao để đăng ký, cam kết việc làm theo đảm bảo cụ thể thiết thực, có trọng tâm trọng điểm, đồng thời tổ chức cho cán bộ đảng viên công chức viên chức đăng ký cam kết xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện phấn đấu làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, cấp ủy cấp trên để làm căn cứ kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân, cán bộ lãnh đạo quản lý, công chức viên chức cuối năm. Ba là các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình hay cách làm hiệu quả trong thực hiện chỉ thị. Ban tuyên giáo các cấp cần kịp thời tham mưu phát động các cuộc thi tìm hiểu, sáng tác về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để tạo điểm nhấn trong thực hiện chỉ thị. Bốn là chú trọng công tác sơ kết tổng kết, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị gắn với chuyên đề hàng năm, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, lấy kết quả thực hiện nội dung đột phá đăng ký làm theo là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ. Năm là phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trước hết là người đứng đầu cần nêu gương thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nói đi đôi với làm, gương mẫu tự giác tu dưỡng rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tiếp tục rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức của cán bộ đảng viên theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo ngắn gọn, cô đọng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị. Chiều nay 15 tháng 10, các đại biểu tham dự đại hội tiếp tục thảo luận tại hội trường, thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội.
phiên bế mạc đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.